Triệu Lộ Tư rục rịch trở lại đường đua phim sẽ đá Văn Dương Tử và Địch Lệ nhiệt ba. Động thái mới đây của Triệu Lộ Tư khiến dân tình vô cùng háo hức, đồn đoán rằng cô nàng sắp tái xuất đường đua phim Hoa ngữ sau thành công của Vụn Trộm không thể giấu. Cụ thể, trên trang Weibo cá nhân, Triệu Lộ Tư đăng tải hình ảnh đang trong phòng thu để làm tiếng cho bộ phim Thần Ẩn. Hành động này của nữ diễn viên ngay lập tức khiến dân tình đứng ngồi không yên, bởi đây là một tín hiệu đáng mừng vì bộ phim cổ trang tiếp theo của nàng Tiểu Hoa có dấu hiệu sắp lên sóng. Từ sau sự thành công ngoài mong đợi của Vụn Trộm không thể giấu, Triệu Lộ Tư đang ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Điều đó dẫn tới việc những đề tài liên quan đến mỹ nhân họ Triệu cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ không kém các tiểu hoa khác. Ở thời điểm hiện tại, Dương Tử và Địch Lệ nhiệt ba đang chiếm sóng làng phim Hoa ngữ với Trường Tương Tư và An Lạc Truyện. Nhưng một khi Triệu Lộ Tư trở lại đường đua, hai đàn chị chắc chắn phải dè chừng không ít. Dù bản thân Triệu Lộ Tư vẫn đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng, khen có chê cũng có. Tuy nhiên, không thể phủ nhận với những nỗ lực thời gian qua, sức hút của nữ diễn viên đã phát triển lên một tầm cao mới, hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với Dương Tử, Địch Lệ nhiệt ba. Thêm vào đó, Thần Ẩn lại là dự án cổ trang trọng điểm nhận được sự ưu ái đặc biệt của Tencent, nền tảng giải trí mạnh hàng đầu xứ Trung, nên xét về mức độ đầu tư thì không có gì để bàn cãi. Hồi đầu tháng 7, Thần Ẩn đã cán mốc 1 triệu lượt đặt xem trước dù chưa từng ấn định ngày lên sóng. Điều này cũng phần nào chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của nàng Tiểu Hoa 95. Cách đây không lâu, qua loạt hình ảnh được hé lộ thời điểm quay phim, Triệu Lộ Tư xuất hiện với nhiều tạo hình xinh đẹp lung linh, khiến khán giả hoàn toàn yên tâm khi Thần Ẩn chính thức lên sóng. Việc nữ diễn viên tự mình lồng tiếng cho phim cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người ý kiến rằng dù không qua trường lớp diễn xuất nhưng Triệu Lộ Tư ngày càng tiến bộ thấy rõ, chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ sự chăm chỉ rèn luyện và biến hóa đa dạng trong từng vai diễn, mang lại cảm giác mới mẻ cho người xem. Thần Ẩn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, nội dung được các mọt phim Hoa ngữ ví như ngoài truyện của Thiên Cổ Quyết Trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thường Cổ là Nguyên Khải, Vương An Vũ và A Âm Triệu Lộ Tư. Trong một lần dạo chơi, Nguyên Khải vô tình làm vỡ phong ấn, khiến cho linh hồn Phong Âm phiêu tán ra ngoài. Biết đã gây họa lớn, Nguyên Khải quyết tâm tu luyện để tăng cường tu vi để tìm lại hồn phách cho Phong Âm. Lúc này, Nguyên Khải gặp được A Âm và phát hiện ra sự thật rằng nàng chính là một tia linh hồn của Phong Âm năm xưa. Nguyên Khải và A Âm sớm tối bên nhau nên cả hai đã nảy sinh tình cảm, nhưng biến cố lại bất ngờ xuất hiện. Nguyên Khải bị trọng thương hôn mê trong một thời gian dài. Tới khi chàng tỉnh lại, A Âm đã hắc hóa, trở thành ma nữ nhuốm đầy máu tươi, ai cũng khiếp sợ. Nguyên Khải vì cứu A Âm khỏi quỷ giới, đồng thời cũng vì chúng sinh thiên hạ mà sử dụng cấm thuật khai thông hỗn độn, quay ngược thời gian trở lại quá khứ để cứu vãn tình hình. Tiếc rằng nhiều lần luân hồi đã khiến A Âm đánh mất ký ức và quên đi tình cảm với Nguyên Khải. Với những tình tiết quen thuộc rất được yêu thích trong dòng phim tiên hiệp, Thần Ẩn hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần tiếp theo được các mọt phim nhiệt liệt đón nhận trong năm 2023 này. Trước đó, trong poster được nhà sản xuất đăng tải trên nền tảng chiếu phim, Vương An Vũ và Triệu Lộ Tư được khen hết lời vì tạo hình đẹp mắt, phản ứng hóa học bùng nổ. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào ngày dự án ra mắt, đồng thời cho rằng Thần Ẩn là ứng cử viên nặng ký trên các bảng xếp hạng về nhiệt độ, rating, chỉ số nhân vật sau khi lên sóng.